diện. Giờ hoàng đảo đến rồi, mời tân nương vào hộp cẩm giao tôi. Dạ, dạ khoan. Phú nhân, đến giờ hộp cẩm rồi, đừng có khoan, xui lắm à nha. Dạ, xin cho thiếp được tâm tình trước giờ hợp cận. À, con gái mới về nhà chồng, con é lễ đấy mà. Phải làm quen, nói chuyện trước với chồng, rồi mới hợp cận sao? Được rồi, nếu có nói á, thì phải nói cho mau, đừng có để lâu, ta xuống rủa càng nghe. Dạ, thiếp nguyện cùng quân tử duyên phối hợp quần thoa, thiếp Lương Thị Tố Hoa, bảo tự Tô Ánh Tuyết. Hả? Tô Ánh Tuyết? Tô Ánh Tuyết tên đẹp quá. Dân chủ gia khí khuyết, mưu hiệp với lưu gia, bởi tớ trung tình nguyện cứu chủ gia, lòng thề nguyện tròn ân bất cải. À, thì ra vì cậu chung nghĩa nàng phải liều thân gái à. Nay vọng nguyệt lầu chiêu tế, để cho ông kém rễ đông sàng. Trời xui khiến hiệp nhất tràng, ông chồng ấy chính là Mạnh Lệ.